Ủa em có bạn trai chưa? Chưa dạ, đi. Dạ em chưa có. Chưa đi, giờ nè đứng lên, đâu đâu rồi, dòm nhau coi được không? Mời lên luôn. Đó bây giờ hai người đứng lên, dòm cái coi coi được không? Đứng lên, mạnh, đó. Tiến qua giùm cho chị. Mình men mà, mình qua đi. Bắt tay đồ, đó, làm cái đó. Hôm nay bạn đi với người thân hơn nào? À, em đi với bạn của em ạ. Chúng ta hỏi thăm bạn thế nào? Em là bạn của bạn em ngồi trên kia. Em cũng đến từ Nghệ An luôn. Thấy cô bên này có hợp với Ngọc không? Bên trong thì em cũng không có biết được là như thế nào. Sao biết được? Ở đây em chỉ nói vấn đề bên ngoài thôi. Bên trong thì cái đó để hai bạn tìm hiểu. Nhưng mà vẻ bên ngoài nói chung là em nhìn hai bạn này thì nói như trong trận đá banh thì cũng là đồng banh đấy. Cũng khó bắt lắm ha, đồng banh ha. Cũng khó bắt lắm. Nhưng mà nếu như mà được bắt thì em cũng đặt là bên bàn em chấp mà chút xíu. Em có bạn gái chưa? Dạ em chưa có chị. Nhưng mà chương trình này là đang nói cho bạn Ngọc ha. Còn nếu em muốn nói về em vài bữa mời em lên đây ngồi. Ha. Em cũng hy vọng là vậy chị. Rồi cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn rất là thật ha. Mình sao, mình có ai đi theo ủng hộ mình ngày hôm nay không? Dạ có chị, em có bạn thân của em. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Ừ chào em. Sao bên đó sao? Dạ em thấy hai người nào cũng chững chạc chắc được đó chị. Hợp nhau không? Chắc cũng hợp. Bên ngoài hay bên trong? Ngoài trước đi chị. Trong hai người đó tự tìm hiểu. Ủa em có bạn trai chưa? Chưa dạ, đi. Em chưa có. Chưa đi, giờ nè đứng lên, đâu đâu rồi, dòm nhau coi được không? Mời lên luôn. Đó bây giờ hai người đứng lên, dòm cái coi coi được không? Đứng lên, mạnh, đó. Tiến qua giùm cho chị. Mình men mà, mình qua đi. Bắt tay đồ, đó, làm cái đó. Thôi tập trung cặp bên này đi, để cặp dưới tính sao. Chào bạn, dễ thương đấy. Bạn có sợ là quen một người nhút nhát quá không? Nhút nhát mà trầm tính thì được, mà nhút nhát quá trẻ con em không thích. Sao không thích trẻ con? Em không thích, tại chú muốn mới nuôi dạy trẻ sớm. Tức là những người lớn tuổi hơn mình chững chạc hơn mình hả? Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà anh ấy nhỏ hơn mình thì sao? Không thích. Không thích luôn? Nếu mà nhỏ hơn thì tính tình nó chững chạc thì em có thể là thích. Còn mà tính tình trẻ con em không có thích đâu anh. Rồi anh hiểu với em rồi. Ủa sao nãy giờ nghe ở dưới nói là già, rồi thích quen người lớn tuổi nữa. Chào chị. Già quá chứ trẻ con đâu mà trẻ con. Trời ơi sao bạn em làm quá mà em hiền quá vậy. Em không thích cái điểm gì ở người phụ nữ? Quậy phá là em không thích thì thế thôi. Nói chung là không bỏ bê việc nhà vậy đó. Quậy quậy sao bông thổi chơi, thổi bông bóng chơi, không làm việc nhà. Tao uống đá chanh cà phê tao còn quậy. Thì đó, đứng này cũng cao dữ nha, cao mét mấy vậy? Em cao mét 8. Đâu? Đứng lên thử coi. Cao thiệt, nhưng mà cỡ 1m75 thôi, 8 mà có hơi lố. Trời ơi. Chê hoài ha. Đâu có chê, mình chỉ nói sự thật, chê gì. Rồi, kéo màn lên. Sao? Trước hết em gửi đến anh là quê hương của em là Sen Tháp 10. Cảm ơn em nhiều. Ở Tháp 10 cũng có sen, ở Vinh, thành phố Bắc á, Nam Đàn á, cũng có sen. Làng sen nó đẹp lắm, hai bên có sen là hợp rồi đó. Anh nhìn em, anh thấy em có quậy không? Em thì chuẩn rồi. Không, em hỏi anh là em có quậy phá gì không chứ? Không. Sao biết? Dạ, thì em cảm nhận. Sao? Em hỏi gì anh à? Dạ không, tới anh hỏi đi, tại em hỏi câu rồi, tới anh hỏi câu thứ hai. Có rung động gì nhau một chút xíu nào chưa? Có rồi đấy. Có nói với bạn kia rồi, nói với chi? Với em thì anh rung động thế nào, nói đi. Bạn thích nhất gì về người con gái đối diện? Em thích khuôn mặt của bạn ấy rất hiền, dễ thương. Gì nữa, thích gì nữa? Hết rồi anh. Thích gương mặt dễ thương thôi hả? Vâng ạ. Bạn ấy nói bạn dữ lắm mà. Chắc là không đâu. Cái này bên ngoài thôi đó anh. Em cảm nhận bạn trai đó sao? Thì cũng thích thích. Thích gì nhất ở bạn trai? Cái body á. Chịp cao. Body sao thích vậy? Body này sao thích? Nhiều khi có cao thôi, ngoài ra không có gì hết trơn. Cái đó thì từ từ tìm hiểu chị. Gì mặt mày đỏ tía vậy? Nóng quá. Hơi nóng. Không có nóng, đây lạnh mà. Lại nóng nhờ. Là do bạn nóng ở trong lòng bạn, bạn nóng. Rồi cho em làm công việc kế tiếp. Công việc gì? Công việc gì? Đây đâu có việc gì đâu. Đây đi tỏ tình mà, đi công việc gì tỏ tình đi. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái đi. Người ta chỉ yêu trong 3 giây thôi. Có lẽ anh yêu cho em trong 3 giây. Bà kéo dài được 3 ngày. Không có đâu chị. Em hứa gì với bạn nữ nếu như chúng ta quen nhau? Đúng rồi đó anh, hứa đi anh, đây có nhiều người làm chứng. Nếu như thật sự
đến với nhau thì anh nghĩ anh sẽ cho em hạnh phúc. Có tin được không? Cũng khoái rồi, cười chút thích rồi. Khoái không? Thấy khoái sao không? Mà đòi vỗ tay hoài vậy? Cũng có cảm giác chị. Cảm giác thế nào? Thích. Dạ. Thích, người ta nói là thích là đủ đấy. Đối với anh là đủ, với nhiều khác thì chưa có đủ. Dạ. Yeah, những cái lời mà anh nói, anh tỏ tình với bạn thì bạn cảm nhận như thế nào? Em chỉ muốn anh nói thôi chứ thật sự em không có tin chị ạ. À. Sao vậy? Lúc trước đó chị em cũng có kinh nghiệm ba mối tình trước là cũng có nói, cũng có hứa, rồi không có làm. Thôi mà trước tiên có nói là được rồi. Ai mà nói tôi vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi. Còn cái chuyện đó tính sau đi, đúng không? Rồi, ngồi đây. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định xem chúng ta có đồng ý nhấn nút hẹn hò với nhau hay không nha. Một. Hai. Và ba. Hết thời gian.